Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn và cái trục trặc. Nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn, những cái trục trặc, những cái trắc trở ấy, thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đấy. Một vài cái khoảng thời gian đâu đó trong cái cuộc đời của chúng ta ấy, thì gì bỗng nhiên cái vận may nó ập tới. Quý vị gặp khó khăn trắc trở gì đi chăng nữa thì cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về top những con giáp gặp vận quý nhân cực vượng trong cái những ngày đầu tháng 2 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Vậy thì trong cái những ngày đầu tháng 2 năm 2024 thì có những con giáp nào vượng vận quý nhân, có dễ có cơ hội là trúng mánh, dễ có cơ hội đổi đời giàu to. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta biết cái tháng 2 âm lịch nó là tháng Đinh Mão, đúng không ạ? Vậy nên chúng ta cùng diện Hợi Mão Mùi. Vì vậy mà những người tuổi Mùi là một trong những con giáp được vượng vận quý nhân. Đấy. Là con giáp vượng vận quý nhân trong cái tháng 2 âm lịch, những người tuổi Mùi dễ nhận được những lời khuyên, những lời khen ngợi hoặc là cái sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, lãnh đạo hoặc là những thành viên trong gia đình. Những người này sẽ giúp bạn thành công về mọi mặt trong cuộc sống. Nếu như các bạn tham gia khởi nghiệp hoặc là điều hành một cái doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực hướng đến cái thị trường nữ giới như làm đẹp, quần áo hoặc là trang sức v.v. các bạn sẽ có cơ hội đạt được những kết quả bất ngờ nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối. Thêm nữa, lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ. Đây cũng là cái cơ hội để cho những người tuổi Mùi tự tin thể hiện cái thế mạnh của mình. Các bạn còn có cơ hội bộc lộ chúng trong cách giải quyết những cái vấn đề lớn nhỏ nó phát sinh. Nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch thì mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy, ít cái trở ngại. Vì vậy, quý vị hãy mạnh dạn áp dụng những cái ý tưởng của mình, đừng để cho những tháng ngày nó trôi qua một cách lãng phí vô ích. Thêm nữa, lại được thần tài nó hỗ trợ cho các mối quan hệ nó trở nên là hài hòa hơn, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp hoặc là đối tác cũng đã tốt đẹp hơn trước rất là nhiều. Chúng sẽ mang lại những cái niềm vui cho các bạn đến công sở hay là đi làm việc mỗi ngày. Vì vậy, nếu mà may mắn được làm cùng những người không tiết kiệm lời khen, các bạn sẽ làm việc hết sức và cực kỳ hiệu quả. Các bạn hãy tận dụng cái thời điểm này để hoàn thành một hay là thật nhiều việc quan trọng cho cái bảng kế hoạch của mình. Những người đang khởi nghiệp cũng có những cái thu nhập tương đối là tốt. Các bạn sẽ mạnh dạn tiến triển thêm cái sản phẩm mới hoặc là thay đổi cái hình thức tiếp cận với khách hàng thì cái doanh thu sẽ tăng đột biến. Bên cạnh đó, những người đi trước là giàu kinh nghiệm cũng sẽ luôn sẵn sàng cho bạn những lời khuyên hữu ích, đưa ra cái đường đi nước bước đúng đắn. Cơ hội kiếm tiền nó cũng xuất hiện ngay trước mắt. Liệu các bạn có thể nắm lấy hay không ấy, còn tùy thuộc vào cái cách mà các bạn ứng xử với cái môi trường xung quanh. Với những ai mà chịu khó khai thác cái năng lực của bản thân, không ngại khó, không ngại khổ, thì sẽ sớm được đền đáp mà thôi. Khi nhận được những cái thành quả xứng đáng, các bạn sẽ nhận ra rằng những cái nỗ lực của mình đều được gì hoàn toàn là cần thiết. Tuy nhiên, lời khuyên cho các bạn trong thời gian này là đừng quá tin tưởng vào kế hoạch làm giàu nhanh, vì việc lấy bản thân so với những người khác sẽ khiến cho các bạn nản chí. Vận may từ trên trời rơi xuống thường là một cái bẫy, hoặc có thể ai đó che giấu đi những cái khó khăn mà họ từng trải mà thôi. Ngoài ra, quý vị cũng không nên thật thà để lộ ra các bạn đang có tiền, vì những kẻ xấu đó sẽ tiếp cận với các bạn với mục đích khác đó. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tiền bạc tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất càng về cuối năm thì cái vận may lại càng được khởi sắc. Nói chung ấy, bản mệnh sẽ đón nhiều cái cơ hội thăng tiến trong cái sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, cái vận may tài chính của những người tuổi Tuất cũng bắt đầu được cải thiện. Bản mệnh có thể kiếm được rất nhiều của cải trong những ngày đầu tháng 2 âm lịch năm 2024. Nói chung ấy, cái thời điểm này thì có thể thấy các bạn có phong cách độc đáo, thông minh, lanh lợi, có khiếu hài hước. Nhờ thế mà các mối quan hệ nó trở nên rộng rãi hơn. Cái việc này nó cũng rất tốt cho cái việc làm ăn kinh doanh của những người tuổi Tuất trong thời gian này. Thêm đó, lại được quý nhân nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy mà các dự án mà những người tuổi Tuất tham gia ấy,
thì cũng được hỗ trợ rất nhiều từ quý nhân. Thậm chí có những cái việc các bạn lường trước được những khó khăn thì bỗng dưng nó lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nói chung ý, trong cái thời gian này xuất hiện một vài cái đối tác phù hợp cho các dự án của mình. Nhưng các bạn cũng cần phải thật là sáng suốt trước khi bắt tay vào hợp tác với bất cứ ai. Quý vị hãy đảm bảo rằng các bạn đã từng làm việc với họ qua một vài cái dự án nhỏ trước đó. Thêm nữa, lại được cái cutting hỗ trợ cũng rất tốt cho bạn chủ để công việc của họ trở nên hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Ngay lúc này thì các bạn cũng cảm thấy là thành công nhất thì là cái lúc các bạn nên để ra cho mình những cái hành động tiếp theo với cái mục tiêu cao hơn để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay vào hành động. Cái việc này là rất cần thiết để nó có thể kéo các bạn ra khỏi những cái ảo tưởng và cũng không nên ngủ quên trên chiến thắng. Vậy nên, những người tuổi Tuất có thể mạnh dạn thử nghiệm cái ý tưởng mới trong cái công việc, không ngại áp dụng những cái cách làm mới trong cái thời gian này, chắc chắn công việc cũng sẽ được tiến triển suôn sẻ hanh thông. Những người tuổi Tuất không chỉ đạt được những cái thành công đáng kể mà cái thu nhập cũng sẽ tăng lên một cách là nhanh chóng, xóa đói giảm nghèo, cuộc sống thì sung túc, dư giả. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch tháng Đinh Mão này thì bản mệnh thường có những cái quyết định sáng suốt liên quan đến cái vấn đề tài chính. Đó là cái lý do không ít những người tuổi này có tiền bạc rúng rính, các nguồn thu thì lần lượt đổ về ngày một nhiều hơn. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với cái vất vả, với những khổ cực mà các bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều cái công việc khác nhau. Nhất là những ai đang duy trì cái lối sống tiết kiệm trong một khoảng thời gian dài thì lúc này cũng đã có thể tự mua những món quà nhỏ để tự thưởng cho bản thân. Nói chung ấy, cái tháng 2 âm lịch nó cho thấy có rất nhiều cái cutting hỗ trợ. Vậy nên là những người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản có thể là gì? Có cơ hội phát tài, đạt được những cái thành công khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải là cái thành công sau một đêm, mà đó là cái kết quả sau nhiều năm phấn đấu, tích lũy và rèn luyện của các bạn. Ngoài ra, thời gian này thì các bạn cũng có thể dùng một cái khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến cái tài sản của các bạn, nhưng lại có tác dụng nhân đôi, nhân ba cái niềm vui của các bạn đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được gì trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, cái sự thông minh và cái tư duy linh hoạt của những người tuổi Thân là cái chìa khóa thành công trong cái sự nghiệp của họ. Vì vậy, các bạn cũng để dũng cảm gì đổi mới, tích cực học hỏi những kiến thức, những kỹ năng mới, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình. Hơn nữa, trong cái tháng 2 âm lịch ấy, thì các bạn gì trong quá trình rèn luyện và khẳng định cái bản thân, các bạn có thể khiến cho quý nhân chú ý đến. Đối phương sẽ giao cho bạn những cái nhiệm vụ trọng đại hơn, những cái công việc thách thức hơn để các bạn không ngừng nỗ lực phát triển. Thêm nữa, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó cũng đem lại những cái tác động tích cực cho cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Thân. Nhiều cơ hội phát triển nó mở ra ngay trước mắt, các bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì cơ hội gặt hái thành công sẽ nằm ngay trong cái tầm tay của các bạn. Nói chung ấy, trong những ngày đầu tháng 2 âm lịch thì bản mệnh sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa với đồng nghiệp, với bạn bè. Vì thế, ai cũng sẵn sàng giang tay giúp đỡ nếu như mà các bạn gặp khó khăn. Nhờ có cái sức mạnh của tập thể mà những việc tưởng chừng khó khăn cũng sẽ được gì hoàn thành trước thời hạn. Nhờ đó mà các bạn được tuyên dương, khen thưởng, thậm chí là tăng lương thăng chức. Cấp trên đang đánh giá rất cao những cái thành tích mà các bạn gặt hái được, nên sẽ tạo ra cơ hội cho các bạn thể hiện cái năng lực của mình. Khi mà được giao cho những cái nhiệm vụ mang đầy cái tính thử thách, các bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình. Các bạn sẽ phát hiện thêm được nhiều cái điểm mạnh của bản thân nữa. Ngoài ra, các bạn nên giao tiếp nhiều hơn với đồng nghiệp để cho công việc nhóm của các bạn được tiến hành một cách thuận lợi, suôn sẻ. Sức mạnh tập thể cũng sẽ khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng và hanh thông hơn nhiều. Trong thời gian này, với những người tuổi Thân làm kinh tế, các bạn có thể gặp gỡ được các đối tác kinh doanh, khách hàng hoặc những đồng nghiệp đến từ nước ngoài. Những người này sẽ có tác động tích cực đến cái sự phát triển sự nghiệp của các bạn về sau. Bên cạnh đó, sự nghiệp nó hanh thông thuận lợi,
đâm ra là cái vấn đề tài chính của những người tuổi Thân ấy cũng có những cái chuyển biến tích cực hơn hẳn trong cái khoảng thời gian trước đó. Nhờ được quý nhân đưa đường chỉ lối, các bạn có thể tìm được cái hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi cái tình trạng là những dẫm vào cái lối mòn trước đó. Với những người làm ăn kinh doanh buôn bán, quan hệ xã giao thuận lợi cũng sẽ giúp cho các bạn dễ dàng tìm kiếm được những cái hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác cũng mới nghe đến cái tiếng của các bạn, cũng đã muốn cùng hợp tác và phát triển lâu dài. Chỉ cần các bạn có một con mắt tinh đời, nhận ra đâu là cái cơ hội mà mình nên nắm bắt, thì ắt sẽ thu về một cái khoản tiền rủng rỉnh trong túi. Trong thời gian này, những người làm công ăn lương cũng sẽ dễ nhận được những khoản thưởng nóng nhờ những cái thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo cũng sẵn sàng cho bạn một cái phần thưởng xứng đáng với cái công sức mà các bạn bỏ ra. Thậm chí, một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc tăng lương tăng thưởng. Với những người mà mới bước vào một cái lĩnh vực mới mẻ nào đó, tình hình tài chính thì có chuyển biến tích cực nhưng mà vẫn còn chưa ổn định. Vì thế mà quý vị cũng cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa đó, để được gì quý nhân để mắt đến. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp thứ 4 mà được vượng vận quý nhân không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, những người tuổi Tý là một trong những con giáp vượng vận quý nhân trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024. Tuy những cái đầu năm có phần hơi bận rộn vì nhiều cái công việc ập tới cùng một lúc, nhưng các bạn luôn được mọi người xung quanh kề vai sát cánh. Quý nhân còn chỉ cho các bạn cách giải quyết công việc tối ưu hiệu quả. Bên cạnh đó, tình hình công việc trong cái thời gian này của những người tuổi Tý cũng khá là lạc quan. Mưu sự thì dễ thành, nỗ lực tới cùng cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Dưới sự dẫn dắt của cục diện quý nhân, những người tuổi Tý cũng hăng hái hành động, chú trọng đến cái đại cục, tập thể chứ không còn gì chủ nghĩa cá nhân như trước nữa. Cái vận khí thay đổi khi mà chúng ta thay đổi, điều đó đúng với những người tuổi Tý trong cái tháng 2 âm lịch này. Những người làm công ăn lương thì hài lòng với cái công việc hiện tại. Có thể các bạn đang gì toan tính đề xuất tăng lương hay là tăng thưởng. Điều này hoàn toàn là hợp lý và phù hợp với cái năng lực xứng đáng của những người tuổi Tý. Thêm vào đó, trong cái thời gian này, những người làm cơ quan nhà nước có một cái thời gian là nhiều biến động, đa phần là biến động theo cái chiều hướng tích cực. Càng đi xa thì càng có lợi cho bản mệnh. Cơ hội tăng tiến cũng đã cận kề. Quý vị hãy bước thật chậm và chắc để có thể gì về đích an toàn hơn. Thêm vào đó, nếu mà bản mệnh chủ động và có đủ sức khỏe và bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn trước mắt, thì may mắn và thành công cũng sẽ mỉm cười với các bạn vào những cái ngày không ngờ tới nhất. Còn với những người làm ăn kinh doanh, đây là cái thời điểm kiếm tiền bằng cách làm việc chăm chỉ. Nói chung ấy, ra Tết thì các bạn có nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với khách hàng, với đối tác tiềm năng. Vì vậy, kiếm tiền nó cũng không hề khó với những người tuổi Tý. Nói chung ấy, trong khoảng thời gian này, tài vận của những người tuổi Tý cũng khá là vượng. Quý nhân thì luôn đưa đường chỉ lối, gặp được gì tài khố, kinh doanh buôn bán thì một vốn bốn lời, đầu tư thì cũng vô cùng là thuận lợi. Nếu mà đang ấp ủ kế hoạch mới hay là dự án nào đó, thì các bạn có thể là gì? Nên tranh thủ chọn cái thời gian tốt, đẹp để gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Bên cạnh đó, cái việc đòi nợ hay là vay vốn làm ăn của các bạn cũng đều được diễn ra suôn sẻ. Thậm chí, một vài cái khoản nợ khó đòi trước đó bỗng dưng cũng được hoàn trả. Tình hình tài chính của những người tuổi Tý vì vậy mà càng ổn định. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cũng có cát tinh nó chiếu mệnh. Đấy. Bên cạnh đó thì quý vị có thể là gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, bằng cách hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc thì ùn ùn kéo đến. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Mùi, 2 tuổi Tuất, 3 tuổi Thân, 4 tuổi Tý. Đây là 4 con giáp được quý nhân che chở giúp đỡ. Vận trình sẽ
khá là hanh thông thuận lợi trong những ngày đầu tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.